Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên là muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mới dựng cây thông lên các bạn. Mới mua luôn. Còn những cây thông cũ thì để góc nọ góc kia. Cây này thì càng ngày á, cái nó phát triển cái technology, nó làm đèn rất là nhiều mà giá thì nó vẫn rẻ các bạn, vẫn rẻ. Ví dụ hồi xưa mình mua 50 đi thì bây giờ nó vẫn 50 mà nó nhiều cái hay hơn. Okay. Mấy con mèo nhà mình á là nó khoái chí lắm, nó leo lên. Bạn sẽ thấy nhà nào có mèo là nó leo lên nó phá các bạn. Nó leo lên nó quậy rồi nó ngã tùm lum, rồi là gần tới lễ rồi. Rồi ở Mỹ là Noel là lớn, ở Việt Nam cũng ăn theo, cũng lớn các bạn, chơi cũng dữ lắm. Có nhiều bạn hỏi đi qua Mỹ nên làm hãng hay là làm neo. Cái mình nhớ cái vụ mà làm hãng hay làm neo á, mình cũng đã chia sẻ nó cũng mấy năm về trước rồi các bạn. Nhưng cập nhật mới ha, tình hình cuộc sống Mỹ. Mỗi 4 năm nó có ông tổng thống mới hay là nó thay đổi những cái gì đó, nhà cửa xe cộ đúng không? Mình nói như vậy của năm nay chứ chưa chắc năm sau nó đúng, cho nên nó phải cập nhật tiếp tục. Và có nhiều bạn đang hướng tới là đi qua Mỹ và phân vân không biết làm gì, qua bên Mỹ học nghề, qua bên Mỹ làm neo, neo cũng là cái nghề các bạn, hay là qua bên Mỹ làm hãng, cái nào nó lợi hại hơn. Mình là đi làm hãng từ xưa đến giờ, mình không có làm neo, mình không biết làm neo. Mình chưa bao giờ học neo các bạn. Khi mà mình qua tới Mỹ thì mình khẳng định rằng là mình không làm neo. Ok, mà giờ nếu mà mình hồi trước mình làm neo, giờ không biết làm sao rồi. Chắc chủ tiệm hay chủ nợ hay là gì đó, đánh bài football gì đó không biết các bạn. Mặc nhiều cái neo thì nó có nhiều cái rất là hay, nhưng nó cũng có nhiều cái dở, học hỏi nhau nhiều thứ. Cái hay thì không học mà cái dở học nhiều lắm. Thì thường đi qua tới Mỹ, những cái bạn trẻ thì khỏi nói rồi, 20, 20 mấy thì bạn tự lo được. Mình có chia sẻ những cái thành phần đó các bạn. Mình chia sẻ những cái thành phần mà 25 trở lên, tới những người U60, 70. Thì những cái mình dở dở ương ương qua có vợ có con rồi. Đó, trên kênh mình cũng có nhiều bạn đó là quyết chí là qua Mỹ phải học, nhưng mà không biết học nổi hay không. Nói vậy chứ không phải là dễ ha. Thì có người ở Việt Nam là họ nói rằng ê, tôi qua Mỹ tôi làm neo, và họ khẳng định như vậy và họ quyết tâm như vậy, họ đi theo con đường đó các bạn. Đó là họ học ở trong nước luôn, trong nước làm rất là khéo tay, nhiều khi còn làm đẹp nữa, thì qua đây họ kiếm tiền liền luôn. Thấy không? Ở bên đây lúc nào cũng cần thợ neo hết, cho nên qua đây họ kiếm tiền được. Và họ làm giỏi nữa kìa. Một ngày họ có thể họ làm được 500 đô. Đó, bạn thấy một tháng họ làm bao nhiêu. Tiền rất là nhiều. Rồi có người nói thôi tôi không có làm neo. Neo như nồi cháo heo. Ôi neo hôi, không có làm. Tôi qua bên đây tôi đi làm hãng. Thì bạn thấy ở Mỹ nó không có công ty. Ở Mỹ toàn là làm hãng thôi. Thì làm hãng mà nếu không có tay nghề thì không có bằng neo các bạn. Hai cái. Cái neo là nó tính là một neo thắt mà, một technician, ok, làm đẹp. Thì tính ra đó, thì lương nó cũng phải ba mấy 40 đô một giờ. Còn làm hãng mà làm tay chân không, thì bạn cứ nhắm tới đi. Nếu mà tùy tiểu bang mà chung chung đi các bạn, 16, 17 đô một giờ. Ok, 16, 17 đô một giờ thì trời ơi, nói tính ra từng có tháng lãnh được có 2.000 ha. Ok, thường thế chiều má ra đó, xong có nổi hay không. Nhưng cái làm hãng thì nó có quyền lợi hơn làm neo. Ok, làm neo thì bạn làm ngày nào bạn ăn ngày đó, còn làm hãng thì nó có quyền lợi của nó. Nó có ngày nghỉ lễ, nó có ngày ngày bệnh, rồi bạn được quyền mua bảo hiểm cho mình và cho gia đình mình, rồi nó có tiền 401k, rồi nó có tiền lời, rồi nó có tiền pension, rồi nó có gì đó, tùy theo hãng, mỗi hãng nó có những cái gói đó. Còn làm neo thì mình không có.
Đến bây giờ thì làm neo thì mình phải để dành riêng ra. Mà mình nói nhiều lắm rồi mà nhiều bạn không có các bạn. Mình mua cái IRA hoặc là Roth IRA. Những người làm neo mà không có quyền lợi đó, phải nên mua cái đó. Thì nó có cái là IRA không là bạn không đóng thuế. Rồi cái Roth IRA thì mình phải đóng thuế trước, rồi mốt mình lãnh mình khỏi đóng thuế. Đó tùy theo mỗi người. Thì nó bỏ cho mình được bỏ là dưới 50 tuổi là 7.500. Thì ít có người làm lắm các bạn. Ít có người làm neo làm lắm. Họ có nghe kênh mình chứ, nhưng họ không thấy cảm thấy quan trọng. Cái đó nó quan trọng lắm các bạn. Rồi giống như đi làm hãng vậy, cái tiền 401k, cái đó nó rất là quan trọng. Mình để vài ba năm mình không thấy gì đâu, nhưng mà khi mà đến 10 năm rồi á, mình thấy sức mạnh của nó. Cái IRA cũng vậy ha, khi mà mình bỏ mình thấy cái sức mạnh của nó. Nhưng mà đa số thì người làm neo không có. Những người làm hãng thì lương họ có 17 16 đô la thì thật sự làm không sống nổi đâu các bạn. Hai vợ chồng làm mới ok, và phải dựa vào overtime. Ok, biết bao nhiêu người làm 15 18 đô la vòng vòng đó thôi à. Nhưng họ phải làm neo, nhưng họ không thích làm neo đó, mỗi người mỗi cái thôi. Công việc mỗi người. Nhưng họ được có cái là benefit. Ok. Đó, hoặc là qua tới bên Mỹ này á, chồng á đi làm hãng, vợ đi làm neo. Chồng hoặc là chồng đi làm K2, vợ đi làm ca sáng. Ở Mỹ này bạn thấy là tự thân vận động, không có nhờ vả được ai. Cho nên á, cha mẹ mình cũng bận, anh em mình cũng bận. Ok, là hai vợ chồng phải chia nhau ra mà làm. Mới qua tới Mỹ hai vợ chồng trẻ, ví dụ 35 40, hai đứa con, ba đứa con, là những ngày vất vả chứ không có sung sướng. Đi tới Mỹ là mai là sung sướng rồi, nhưng những cái ngày đó là những chuỗi ngày vất vả, phải cố gắng vượt qua. Mình phải quyết định cho mình qua đây mình làm cái gì đó. Như mình chia sẻ các bạn, mình qua đây muốn học tiện ở Việt Nam là học đi. Và cũng có nhiều bạn đã tới trường cao đẳng Cao Thắng đồ, đã học những cái cơ bản như bản vẽ nè, như là những cái máy cơ bản nè, cơ học gì đó. Có nhiều bạn trèo cao dữ lắm, lập trình sao, lập trình ở Mỹ bạn thấy của cái ngành CNC năm thứ hai mà bước vô sâu sâu của năm thứ hai người ta mới dạy. Bây giờ nói về lập trình mà không biết cái cơ bản mà nói lập trình thì hiểu cái gì hả? Cái vận hành của nó ra sao, nó đi x y z rồi b rồi c rồi tùm lum la không hiểu. Mà nhiều bạn hỏi lập trình không, một cái hãng nó cần một hai người làm lập trình. Hồi xưa là mình là nghiên cứu học về lập trình rất dữ. Ok, trong cái ngành CNC nó có nhiều cái software, nhưng mà đặc biệt nhất là mình học hai cái, một cái là Master CAM, một cái là Service CAM, cái cuốn sách dày như này mà giờ nó mất tiêu đâu rồi. Nghiên cứu vẽ làm đọc sách, nhưng mà mình phát hiện ra là mình không có hợp với nó. Không, mình ở ngoài floor ngoài shop vậy đó chứ mình đi vòng vòng mình chơi. Còn bạn ngồi lập trình bạn phải ngồi bằng dưới computer này, vẽ bản vẽ ra rồi vẽ rồi làm rồi không đi đâu được, mốt cái bụng nó chà bá ra. Okay. Còn ngoài shop đó, ta đi vòng vòng ta chơi. Thì cái người lập trình với cái người setup guy nó cũng trả lương chênh lệch cũng có nhiều các bạn. Thí dụ cái người programmer đi, họ trả là tăng cho thêm 3 đô. Còn cái người setup guy thì ví dụ setup guy là 40 đô đi, rồi cái người programmer 43 42 đô vòng vòng đó thôi. Đó, thì ăn thua mình thích cái gì. Rồi sau đó là mình không thích. Ok, rồi mình phải chọn cho mình một cái hướng đó. Cho nên qua đây mà kiếm chữ nhàn đầu tiên thì cuối cùng là bạn là người về sau về già, mỗi càng già càng có tuổi thì càng nó chậm lại. Ở Việt Nam là đuổi hết rồi các bạn, ở đây đâu đuổi đó. Bạn chậm bạn đi cũng chậm, bạn làm cũng chậm nữa. Mà đó mà phải khiêng vác đứng, trời ơi bây giờ trả cho 50 đô mà kêu đứng cái việc đứng thì cũng không làm nổi, không đứng nổi.
Cho nên những cái chuỗi tháng đầu tiên là những ngày cực khổ, và mình chọn mình đi con đường nào cho nó đúng, cho nó phù hợp. Giờ này là các bạn qua là các bạn phải hơn mình, tại vì các bạn biết nhiều thông tin, hoặc các bạn có tiền nữa. Trời ơi, qua mày không có tiền, không có xu nào. Ok, những người qua trước đây không có ai than, nhưng về sau chắc các bạn sung sướng hơn, cũng có thể các bạn sung sướng hơn, nhưng nó cũng không thể nào nó sung sướng hơn Mỹ, thì các bạn mới đi Mỹ. Rồi sự hiểu biết có thể thử biết hơn, hiểu biết hơn 30 năm về trước. Nhưng mà qua đây rồi cái gì cùi bắp không vậy, to lên than không, hoặc là lên á, mở cái kênh YouTube ra lên chia sẻ toàn là cái tào lao gì đó không à. Những người ở đây họ thấy nó bực bội dữ lắm, nhất là đó cái mà về hưu, mua nhà, đóng thuế, bảo hiểm sức khỏe, vân vân, đủ thứ trò các bạn. Sống ở đây phải đó là một thời gian dài, rồi va chạm học hỏi thì mới quạ mai mới tìm ra, mới mới nói được. Chứ còn những cái bạn mà mới qua họ chia sẻ những cái mà cao cao nữa, không sao họ chia sẻ được. Giống như đó mình làm cái kênh kênh Đạt Nguyễn Official, có một anh nào đó không biết, một bạn share lên chia sẻ qua bên Mỹ là phải đừng có mua nhà, mướn nhà đó, rồi nếu mà bán nhà nó cũng phải ra đóng đóng thuế rất là cao, cái nọ kiểu bla bla bla. Trời ơi, những cái người đó cái đầu của họ sao. Ok, qua đây ở lâu chưa chắc là quý, nhưng cần phải ở lâu các bạn, chứ không có phải là mới qua Mỹ rồi cái thấy cái việc đó là nó vậy, nó không, nó còn sâu xa bên trong dữ lắm. Ok, cho nên hỏi đi làm nail hay đi làm hãng, đi làm hãng mà phải có tay nghề thì mới có sống nổi, còn đi làm hãng mà không có tay nghề thì mình khuyên đi làm nail đó, thử thật nha. Nail nó tiền nhiều hơn, nail của nó có tiền tiếp, nail mặc đồ sạch đẹp, rồi giờ học nail dễ thấy mồ đó. Nếu anh đi học nghề thì anh đi học nghề để khỏi không làm nail, nếu anh không có tay nghề anh đi làm hãng thì mình khuyên nên làm nail. Cái ngành nail là cái ngành cứu cánh của người Việt hải ngoại này, những người mà con cái đóng tiền học, được đóng tiền học, kỹ sư bác sĩ học xong ra không trả tiền, không mượn nợ là do ngành nail. Ok, nó có cái tụi ở Việt Nam á, mà dư luận viên á là nó nói cào móng thúi, trời ơi, nó mơ có móng thúi để nó cào, nhưng nó làm gì có. Ok, cho nên họ có tiền các bạn, rồi xong vậy qua mày không đóng thuế, mày ở Mỹ người ta không nói, mày ở Việt Nam mày nói, mày mày lo Việt Nam mày đóng thuế đi kìa. Ok, lo Việt Nam có cuộc sống đi. Còn đi làm hãng là cơ bản này các bạn ha, đi làm hãng là 17 10 18 đô là cơ bản rồi. Những cái người mà qua đây ví dụ như mấy chị đi 50 tuổi còn đi làm nail, với mấy anh qua đây 50 tuổi còn cũng làm được, nhưng mà nó khựng 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 rồi khó. Rồi cũng có nhiều người họ bị gọi là gì ta, tự ti, đi làm nail tự ti, quê quê gì đó không biết các bạn. Ở bên Mỹ mà cái người đàn ông hay phụ nữ ngành nghề nào cũng là làm thôi các bạn. Ok, phục vụ đẹp nữa mà, có nhiều người đi họ họ quê quê gì đó không biết đó. Thì nếu mà mình đi làm hãng thì sao, đi làm hãng thì có một cái chuỗi dài thời gian, khi mà bạn về hưu thì bạn có thể bạn sẽ có rất nhiều tiền hưu. Còn những cái người đi làm nail mà họ không biết đầu tư thì cuối cùng họ không có gì. Đừng có tưởng để dành được 100 ngàn, 200 ngàn cho là nhiều. Không phải. Cái sức mạnh của 401k pension, ok, stock chứng khoán nó rất là mạnh. Nhưng phải cần chuỗi thời gian. Có nhiều anh chị để dành được 100 ngàn, 200 ngàn tiền mặt, và cho đó là nhiều, nó nhiều thật các bạn, chứ không phải dẫn chơi đâu ha. Có nhiều người làm cả đời ở đất nước Mỹ này không dư nổi 20 ngàn. Ok, đừng có nói chi mà 50 ngàn, mà nói chi là 100, 200, nhưng cái đó nó không có nhiều so với một chuỗi 20 năm, 30 năm bạn đi làm ở đất nước Mỹ này.
Nếu cái người thợ nail đó đó họ có 100 ngàn đó mà họ có cái IRA hoặc là Roth IRA của họ nữa, họ họ nhiều tiền dữ lắm. Ông thấy đất nước Mỹ không? Nó tạo ra cho mình một cái cơ hội đó, cuộc sống đó. Nếu mà mình đi đúng thì mình về già mình rất là nhàn. Có nhiều bạn á comment, mày lo chi cho xa, mày sống được tới 67, 70 gì đó không? Rồi cũng có một bạn vô comment nói lỡ mày sống thọ thì sao? Ok, không ai biết trước ngày mai các bạn. Ok, vậy á, vậy bạn đi học làm gì? Ha? Bạn đi học ra rồi bạn có việc đâu đi học chi? Cũng đúng đó. Cho nên giờ ở trong nước á, có đứa nào đi học đâu. Bỏ mẹ rồi. Lo xa chứ. Tới cái có nhiều người vừa về hưu đã lên đường rồi. Có, đó là những người ích kỷ quá. Ok, mình không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Nếu mà mình về hưu mà mình chưa về hưu mình ngoẻo, cái số tiền mình đầu tư được mình để lại cho người ở lại, thấy không? Vợ mình, con mình, người ở lại, họ có một số tiền đó, họ không có phải là vất vả nữa. Những con người, cho nên á, những con người đó ích kỷ á, nó cuối cùng họ không có gì hết á, họ không đầu tư. Ok, làm nhiều ăn hết nhiều, cho nên cuối cùng họ không có gì. Hoặc là đó, đi chơi nhõng nhõng vậy đó cho nó vui, nghe chứ trời làm chi cho cố đầu tắt mặt tối. Nghe nghe nói làm ở bên Mỹ, thằng Đạt Nguyễn làm một tháng bằng dân Việt Nam, làm một năm mà phải thức khuya dậy sớm. Thà tao ở Việt Nam tao làm tàn tàn vậy đó mà tao tao nhàn, dân Việt Nam nhàn. Cái đó là cái lý luận cùi. Ok, đất nước nào cũng cần phải làm hết, bác nhà nước đảng gì cũng cần phải làm hết, cũng cần muốn con dân mình phải làm hết. Chứ mày ngồi nhõng nhõng không ra của cải, không ra vật chất, không ra tiền bạc gì hết. Trời ơi, khổ quá. Qua tới đất nước Mỹ này là phải cày. Cày nó mới có. Ok, chọn đúng việc nó mới là tốt. Chọn sai việc là giống như lấy vợ. Lấy vợ mà cưới nhầm vợ là thôi cuộc đời nó khổ các bạn. Mà thấy biết bao nhiêu người á, cưới lầm vợ lầm chồng. Tưởng anh đó đang dày dày kia, nhưng mà về bắt đầu ảnh rượu chè bê ba. Tưởng anh đó đó là ảnh cái giàu lắm, về nợ cả đống nợ tiền. Tưởng cô đó đó dày dày ngoan hiền lắm, giờ sao cổ dữ như chằn vậy. Đó, rồi cái những cái cô mà gọi là gì mất nết, đưa đẩy đủ thứ, thấy đàn ông cái là trời ơi, Mỹ đế này ha, nó nói Việt Nam nhiều cô, để vài bữa kể cho nghe. À, kể cho nghe, có chồng sờ sờ đó chứ mà đưa đẩy dữ lắm, theo trai mất na mất nết dữ lắm các bạn. Ở Mỹ này người ta nói rồi, no cơm ấm cật dần vật mọi nơi là nó cũng có luôn. Rảnh rỗi bắt đầu đi nhảy đầm nhảy đìa, có tiền có bạc, giới neo cũng vậy, rồi nó rủ nhau đi casino, rồi mà đó lậm vô một cái là ghiền luôn, rồi xong luôn. Neo nhiều tiền đó, rồi lậm vô một cái rồi bán nhà luôn ở đó. Hôm nay thời tiết ở ngoài buổi sáng thì nó âm 5 độ 8 độ các bạn, là 8 độ F là 22 độ C âm. Hôm nay nó dương lên được chút xíu mà rất lạnh, mà 5 độ dương, rất lạnh các bạn. Đó, ở cái xí khỉ hò còn ngay đây ly ngồi á, tối ngày ngồi coi TV rồi enjoy đó, rồi uống không có cái ly kia nó mất cha rồi. Cái này cẩm này anh em chiến sĩ Dư Lương Nguyên cười chết à, mời các bạn uống rượu chát buổi tối cho nó máu huyết nó lưu thông, uống xíu thôi à, cho máu huyết nó lưu thông các bạn. Rồi ngồi coi TV đọc sách coi này coi kia để thêm biết thêm. Hồi xưa nào hãng mình là overtime, bây giờ đến giờ bao nhiêu chục năm nay vẫn overtime rất nhiều. Hồi xưa đi cài dữ lắm, đến giờ tuổi già sức yếu làm biến. Cũng học hỏi theo những anh em tàn tàn. Làm tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Và chia sẻ đó thì nó không hiểu nha. Những cái quan trọng là các bạn đi qua đây nhớ, mình thấy mấy bạn share bài nhiều, anh cũng vậy, nhiều cô cũng vậy, còn trẻ qua đây trong cái tuổi sinh con 30 chứ mấy,
đi làm hãng đó, lên than dữ quá. Muốn có dư chỉ có đi làm neo, nếu mà mình không có tay nghề. Ok, còn có tay nghề á, thì nó mới là được 25, 30, 40, 50 đô la. Chứ còn đi làm hãng là chỉ có 17, 20 đô. 20 đô một vòng đó chứ không có nhiều. Nó không có vô tham là tiêu luôn. Khổ lắm. Những cái năm tháng mình qua cũng vậy các bạn. Đâu có tay nghề đó. Không ai chỉ hết. Đi làm búi xua, cái gì cũng làm. Ok. Thức cả ba cũng làm, cả hai cũng làm, cả sáng cũng làm xa cũng có, làm gần cũng có. Mà thường đa số đi làm xa không. Anh phải chịu, anh phải trải qua, tôi luyện. Đất nước Mỹ là nó vậy đó. Còn mà than thì rồi chia sẻ tầm bậy tầm bạ nữa. Thôi về Việt Nam đi cho nó chơi, cho nó sướng. Trời ơi. Đi về Việt Nam kiếm chữ nhàn thì thôi đừng quá. Đó, bây giờ có nhiều người qua xong rồi bắt đầu chê Mỹ. Sống ở Mỹ mấy chục năm mà chê. Nhồ vậy mà anh sống được mấy chục năm, thằng Mỹ nó cu mang. Trời ơi khổ lắm. Ở Mỹ làm không có dư. Quả chăng trả được căn nhà. Trời ơi, trả được căn nhà là mai phước rồi ha. Đó các bạn. Thì nói đi nói lại, không có tay nghề thì nên làm neo. Có tay nghề, có học hành thì đấy, neo là một tay nghề. À, còn không đi làm hãng thì thôi đừng có lên than. Ok, anh không có tay nghề thì lương anh vậy thôi chứ giờ anh muốn gì nữa. Chừng nào anh mà có tay nghề ở đất nước Mỹ này mà anh lên than, anh làm, anh sống không nổi thì lúc đó mới hỏi tại sao. À, còn anh đã không có tay nghề, anh than thì anh đúng rồi, anh không có tay nghề mà lương anh thấp thôi, thấp á thì anh phải co lại, anh mua chiếc xe đó 5.000 thôi. Ok, đó các bạn, ở Mỹ mà muốn có dư thì phải đi học nghề rồi làm ăn, gọi là liệu cơm mà gấp mắm, siêng năng lúc tuổi trẻ thì lúc tuổi già bạn sẽ có nhiều thứ hơn. Ok, đó là những gì muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.